Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay đã đến ngày lặt tỉa bỏ cái nụ phụ ở bên những cái chậu hoa cúc pha lê chậu nhỏ. Thì Tiến sẽ quay một cái đoạn video để góp ý chia sẻ với mọi người những cách để lặt cái nụ hoa phụ đối với cây hoa cúc pha lê. Thì ở đây vườn nhà Tiến sẽ giới thiệu chia sẻ với mọi người ba cách như sau. Cách thứ nhất cũng giống như là hôm trước chúng ta lặt tỉa bỏ những cái nụ phụ ở bên những cái chậu lớn, là tỉa tất cả các nụ phụ bỏ, chỉ chừa lại một cái nụ chính trên mỗi một cái nhánh hoa. Thì hôm nay đối với những cái chậu hoa cúc pha lê chậu nhỏ, Tiến sẽ làm thêm hai cách nữa. Đó là cách thứ hai là chúng ta sẽ để lại một bông chính và ba bông phụ, là chúng ta tỉa bỏ hết cái bông phía dưới. Đây là một cách thứ nhất nè, là chúng ta cũng làm, Tiến nhà Tiến cũng làm trên cái những cái chậu nhỏ, là làm phân nửa, tức là chúng ta sẽ tỉa bỏ hết tất cả các nụ, các chèo phụ, chỉ chừa lại một bông chính trên mỗi một cái nhánh bông. Đây là cách thứ nhất Tiến áp dụng phân nửa số bông, số chậu, cái chậu nhỏ của Tiến. Nó thì chúng ta sẽ lặt tất cả các nụ phụ, những cái chèo phụ bỏ đi, chúng ta chỉ chừa lại một cái nụ chính để cho giúp cho cái hoa chính của chúng ta nó sẽ được lớn, nó sẽ được đều, nó được thẳng, nó được đẹp, thì giúp cho sau này chúng ta có được những cái bông nó to, nó bự, nó đẹp. Còn những cái cách tiếp theo, cách thứ hai và cách thứ ba, thì mọi người có thể thử nghiệm một vài chậu, nếu mà đẹp thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm thử nó như thế nào. Thì ở đây Tiến sẽ hướng dẫn với mọi người về hai cái cách tỉa nụ tiếp theo đối với cây hoa cúc pha lê của chúng ta. Thì thông thường thì chúng ta chỉ tỉa là tất cả các nụ phụ, tất cả các nhánh phụ chúng ta bỏ, chúng ta chừa lại một cái bông chính ở trên một cái nhánh hoa, là cái cách thông dụng và đa phần ai cũng làm cách này. Còn cách thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ chừa lại một cái bông chính kèm với ba cái bông phụ kế đó, kế cận. Còn tất cả những cái bông khác thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tỉa bỏ hết, cũng như là tỉa bỏ luôn những cái nách, những cái chèo nhánh ở phía bên dưới chúng ta cũng tỉa bỏ luôn nha. Chúng ta không chừa, chúng ta tỉa bỏ hết để nó nuôi, tập trung vào nuôi cái bông chính. Thì ở đây Tiến sẽ quay cho mọi người, đây là những cái chậu hoa mà Tiến làm là chừa lại một cái bông chính kèm với ba cái bông phụ, là chúng ta phải tỉa bỏ tất cả những cái nhánh chèo phụ ở phía dưới chúng ta bỏ rồi, nhưng mà chúng ta chừa lại ba cái bông phụ cận cái bông chính đó. Thì sau này những cái hoa này nó sẽ nở ra một cái bông chính, nó nở cỡ khoảng nữa nó bung ra, thì những cái bông phụ này nó cũng he hé vàng, nó bung theo. Thì cái nhìn cái chậu hoa của chúng ta có được những cái bông lớn và có luôn những cái bông nhỏ, thì đôi khi tùy vào sở thích của mỗi người. Thì Tiến cũng làm luôn những cái dạng bông như thế này. Đây là cách thứ hai Tiến giới thiệu với mọi người, đây là cái cách chừa nụ để hoa đối với cây hoa cúc pha lê ở nhà Tiến đang làm. Thì Tiến chia sẻ thực tế cho mọi người biết cùng nhau tham khảo. Nếu mà chúng ta thấy đẹp thì chúng ta hãy thử một vài chậu để năm sau chúng ta làm. Thì đây là những cái chậu mà chúng ta áp dụng cái cách ngắt nụ. Cách thứ hai là chúng ta chừa lại ba cái bông phụ kế cận cái bông chính. Thì để Tiến làm cho mọi người cùng nhau quan sát. Thì ở trên cái cây này là tất cả các cái nhánh chèo, nhánh phụ phía dưới nó đều ra bông nè. Thì chúng ta chỉ chừa lại ba cái bông phụ kế cận cái bông chính thôi. Thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tỉa bỏ tất cả các cái nhánh, các cả các cái bông phụ ở phía dưới bỏ. Đó, thì chúng ta phải tiến hành chúng ta tỉa bỏ như thế này, để chỉ chừa lại một cái bông chính kèm với ba cái bông phụ kế cận. Đó, thì sau này cái hoa của chúng ta nó sẽ được giống như là một cái hoa nở bự và có ba cái hoa nở kế cận đó, thì nó rất là đẹp. Tùy vào sở thích của mỗi người thích như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Và cái cách thứ ba nữa thì thay vì chúng ta lặt như thế, thì chúng ta để tất cả các chèo, tất cả các nhánh ở trên một cái nhánh hoa luôn, và chúng ta không tiến hành tỉa bỏ gì cả,
cây hoa của chúng ta có bao nhiêu hoa thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta giữ lại tất cả. Đó là cách thứ ba. Đó. Thì đây là một trong ba cách tỉa nụ cơ bản và thông dụng nhất. Có thể là thông dụng nhất đối với vườn nhà Tiến nha. Tiến cái này Tiến góp ý chia sẻ với mọi người cách làm của vườn nhà Tiến là có ba cách tỉa chèo tỉa nụ như sau. Thứ nhất là chúng ta tỉa bỏ giữ lại một cái nhánh chính, một cái bông chính. Thứ hai, chừa lại ba cái bông phụ kế cận cái bông chính. Và thứ ba là chúng ta giữ lại tất cả các chèo nách luôn. Đó, chúng ta giữ lại tất cả cái này luôn. Chúng ta không tỉa bỏ cái nào hết, chúng ta giữ lại hết tất cả các chèo bông ở phía dưới, cũng như là chúng ta giữ lại các cái bông phụ ở phía trên luôn. Chúng ta giữ lại tất cả nguyên như thế này, không tỉa bỏ bất kỳ một cái chèo hoa nào. Đó, thì đây là cách thứ ba. Đó, đây là một trong những ba cách Tiến giới thiệu chia sẻ với mọi người về cách tỉa nụ đối với cây hoa cúc pha lê. Cách thứ nhất, chúng ta tỉa lại, chừa lại chỉ một bông chính trên mỗi một nhánh hoa, tỉa bỏ tất cả các bông phụ, nhánh phụ, chèo phụ. Cách thứ hai, chúng ta tỉa bỏ, chừa lại ba bông phụ kèm với một cái bông chính, ba bông phụ kế cận cái bông chính, và chúng ta tỉa bỏ tất cả các bông, các chèo phụ ở phía dưới bỏ. Đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là như thế này, là chúng ta chừa lại tất cả các bông ở trên một nhánh hoa và chúng ta không tỉa bỏ cái nhánh bông, cái nụ chèo phụ nào cả, là chúng ta để lại tất cả luôn. Đó. Thì đây là một trong ba cái cách này. Thì mọi người có thể thử. Nếu mà chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta có thể làm áp dụng với số lượng lớn hơn chẳng hạn. Đó. Thì đây là ba cái cách mà nhà Tiến đang thực hiện và đang làm. Thì Tiến chia sẻ góp ý với mọi người. Nếu mà chúng ta thấy đẹp thì chúng ta hãy thử một vài chậu. Nếu mà chúng ta ưng ý thì chúng ta làm số lượng lớn hơn, nhiều hơn, để cho nó lạ mắt, nó bắt mắt, nó tăng cái giá trị của chậu hoa của chúng ta lên. Đó. Thì Tiến xin kính chúc mọi người có một cái vụ hoa Tết, hoa xuân, trúng mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của Tiến để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Một lần nữa, Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.